tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video sáng hôm nay, em gửi tới mọi người một video so sánh hai dòng sản phẩm ô tô của hai hãng xe có danh tiếng trong giới xe hơi. Đó là sản phẩm Toyota Camry 2.5Q của hãng Toyota Nhật Bản và Subaru Forester IS 2.0 CVT cùng là hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, với một dòng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và một dòng sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam, sẽ có những gì khác biệt, nổi trội về giá thành, nội ngoại thất? Mời mọi người xin đừng rời màn hình. Mọi chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video. Theo cập nhật mới nhất từ hai hãng xe, giá xe hiện tại của Toyota Camry 2.5Q có giá là 1.235.000.000 đồng và Subaru Forester IS 2.0 CVT có giá 1.237.000.000 đồng. Vậy liệu con số chênh lệch 2 triệu kia có gì bứt phá và khác biệt ở hai dòng sản phẩm? Tổng thể của hai hãng xe như sau: Toyota Camry 2.5Q có kích thước lần lượt là 4.825 x 1.825 x 1.470 của Subaru Forester IS là 4.610 và 1.795 x 1.735. Dung tích bình xăng của Toyota Camry là 70, Subaru Forester là 60. Động cơ của Camry là 2.5 VVT-i, Subaru là 2.0 H4. Công suất của Camry là 178, Forester là 150. Mô men xoắn của Camry là 231, của Forester là 198. Khoảng sáng gầm xe của Camry là 150, của Forester là 230. Đường kính vòng quay Camry là 11, của Forester là 10.6. Xe của Toyota Camry 2.5Q được lắp ráp trong nước, còn của Subaru Forester được nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là một điểm nhấn ưu thế của Subaru. Hơn nữa, Toyota Camry 2.5Q trực thuộc hạng xe là sedan, nhưng Forester là SUV cỡ nhỏ. Về hệ thống an toàn của xe, tất cả các trang thiết bị thiết yếu của hai hãng xe đều có: hệ thống phanh chống bó cứng ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, chìa khóa thông minh. Hai xe đều có 7 túi khí, ghế lái có chỉnh điện, đèn pha tự động chỉnh góc, nhớ vị trí ghế, hệ thống giải trí kết nối Bluetooth, đầu cắm USB, camera lùi và cảm biến chống va chạm. Em vừa sơ qua một số trang thiết bị mà hai xe có sự tương đồng, tức là đều có. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng phân tích những gì nội ngoại thất của hai xe có sự khác biệt. Với Camry 2.5 có trợ lực tay lái điện, Forester thì không. Chế độ khởi hành ngang dốc của Toyota hỗ trợ trên Camry, Subaru thì không. Sự chiếu sáng của ánh đèn pha của Camry sử dụng là halogen, trong khi đó Forester sử dụng là xenon. Ánh sáng sẽ tuyệt vời hơn. Gạt mưa của Camry sử dụng cơ, ngược lại của Forester lại sử dụng tự động. Khoang nội thất của Forester chất liệu sử dụng bằng da, Camry thì không. Hệ thống điều hòa của xe, Camry có cửa gió cho hàng ghế sau, còn Forester thì hãng lại không chú trọng về phía sau nên chưa có. Gương chiếu hậu của Camry có gập chỉnh điện, Forester thì chỉnh bằng cơ, nhưng cửa kính lái của Forester chỉnh điện tử tự động, Camry thì chỉnh điện bằng tay. Hệ thống giải trí của Forester màn hình cảm ứng, trong khi đó Camry chưa hỗ trợ cho phiên bản lần này. Hệ thống loa của Camry thì có 6 loa, trong khi đó Forester có đến 8 loa. Vô lăng của Camry chỉnh điện, Forester chỉnh cơ. Cần xăng số của Camry được tích hợp trên vô lăng, cùng với đó phía sau xe có tấm rèm che nắng lớn. Với mức giá chỉ nhìn hơn một chút, chúng ta có thể thấy hai dòng sản phẩm cũng có sự tương đồng, không bị chênh lệch trên tổng thể của xe. Em mong rằng với cái thông tin em vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và cân đối với hai dòng sản phẩm này. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ An Thái Auto. Em xin chào.